Buổi sáng mất tác phẩm đầu tay, tác phẩm tự do của tác giả Phim Chiên Quý, và hy vọng tác phẩm này sẽ được sự đón nhận đồng diện của tất cả các thân hữu và chúc cho tác giả một sự thành công rất là lớn để chúng ta có thể đón nhận những tác phẩm kế tiếp của Phim Chiên Quý. Thôi và để góp ý hát trong chương trình hôm nay, anh có thể gửi đến quý vị một bài hát, đó là những lời lẽ mang một tâm tư cũng như tác giả Huyền Chiên Quý nhớ về đất nước Việt Nam, những người con xa xứ luôn luôn lúc nào cũng mong nước Việt Nam thì chúng ta sống trong tự do hạnh phúc, và niềm thương yêu này sẽ mãi mãi trong lòng người người Việt ở tất cả các nơi trên thế giới, và tâm tư này sẽ được thể hiện qua những lời thiết tha của thi sĩ Hà Huyền Chi. Lời thơ của Hà Huyền Chi và đã được Hoàng Vân phổ nhạc, là chị Hồng Vân đang đứng đây, Ngọc Thủy sẽ trình bày sau đây, và bài này được hòa âm với nhạc sĩ Quốc Vũ. Kính mời quý vị thưởng thức. Bản nhạc thì rất mới, rất lạ đối với quý vị, thì quý vị hãy lắng nghe những lời lẽ của thi sĩ Hà Huyền Chi trong bài hát này. Cảm ơn nữ ca sĩ Ngọc Thủy với một bài hát rất mới nhưng mà rất có ý nghĩa.